Dạ thì lần đầu tiên cho phép Hậu Nhân mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã và đang quan tâm yêu mến chị Hồng Loan. Dạ trong buổi sáng hôm nay thì Hậu Nhân sẽ chia sẻ cho cả nhà một cái video mới nha cả nhà. Dạ thì sáng sớm hôm nay thì chị Hồng Loan trực tiếp chỉ đạo cho chú Chánh và cùng anh Khoa đóng hàng gấp để mà giao cho những cô chú anh chị ở xa cũng như là các tỉnh thành và cũng như là bên nước ngoài cũng đã yêu thương và quý mến chị Hồng Loan trong buổi sáng ngày hôm nay thì tranh thủ rất là nhanh để mà đóng những cái đơn hàng nha cả nhà, giao đến tay các cô chú anh chị ở xa nha cả nhà. Đây và đây thì chú Chánh nha cả nhà, chú Chánh cùng chị Ngọc. Dạ chú Chánh cùng chị Ngọc đang trực tiếp đóng những thùng hàng rất là nhanh luôn cả nhà. Dạ thì chị Hồng Loan thì cũng đang ngồi trên bàn máy vi tính đó cả nhà, thì chốt những cái đơn hàng ra và đưa những cái bill, những cái đơn ở nhà để cho mỗi cái đơn thì đưa cho chú cho chị Ngọc. Chị Ngọc sẽ soạn những cái đơn hàng đó đó, chị Ngọc đang đang coi đó cả nhà. Đó, soạn những cái đơn hàng xong đóng vào cái thùng, đóng vô cái thùng xong thì sẽ đưa cho chú Chánh. Đó, chú Chánh sẽ dán lại, dán xong thì chú Chánh sẽ đem qua phía bên bàn thờ của bác Năm để đó mới cất gọn vô một góc để lát nữa bưu điện xe bưu điện đến thì sẽ giao cho xe bưu điện cả nhà. Dạ mặt chị Hồng Loan thì Hậu Nhân cũng xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã yêu mến chị Hồng Loan trong những thời gian qua cũng như là ủng hộ chị để mà mua những đơn hàng của chị thì để chị có thêm thu nhập nuôi 5 đứa con của chị. Những bé thì cũng đang tuổi ăn tuổi học và tuổi lớn cả nhà, thì phải nói là tốn rất là nhiều tiền để mà lo cho ăn học để mà được thành tài á, thì phải nói là những số tiền đó mình không thể nào mà đong đếm được cả nhà. Dạ thì đó, cả nhà xem đó, hai người chú Chánh phải nói là giờ rất là chuyên nghiệp luôn cả nhà. Chú Chánh giờ nhìn thấy chuyên nghiệp quá hay chú Chánh ơi, giờ thấy chú con thấy chú chuyên nghiệp quá trời luôn. Đóng nhanh cực kỳ luôn. Đó. Chị Ngọc trong vậy luôn, chị Ngọc trong thì soạn coi cái đơn hàng ở nhà soạn xong thì đưa qua chú Chánh dán thùng lại. Đó. Bây giờ là cả nhà xem nè, chú Chánh lấy cái thùng thông nha, xếp lại và dán cái thùng lại thành cái thùng và đưa qua cho chị Ngọc. Chị Ngọc thì sẽ là người trực tiếp coi cái đơn hàng bao nhiêu sản phẩm thì đóng vô cái thùng. Đóng xong rồi thì đưa qua chú Chánh là người kế tiếp. Đó. Chú Chánh sẽ dán cái thùng lại và đem vào phía bên bàn thờ bác Năm. À, cả nhà mình xem nha, từ bước Hậu Nhân sẽ nói với cả nhà mình nghe nha. Đó, cái thùng này chú Chánh đang dán lại này cả nhà, dán rất là kỹ luôn và mỗi một thùng thì sẽ dán vô cái giấy mà của bên bên công ty của chị Hồng Loan, dán lên mỗi một thùng đều dán hết lên trên. Dạ, chú Chánh rất là kỹ luôn nha cả nhà. Một cái thùng là chú dán băng keo rất là nhiều lần luôn để cho đảm bảo. Đó xong rồi đó, chị Ngọc đóng xong rồi đó, đưa chú Chánh thì chú Chánh sẽ cắt gọn vào một góc để tí nữa thì xe bưu điện đến thì Hậu Nhân cũng sẽ quay và chia sẻ cho cả nhà mình xem trước khi mà chị Ngọc đóng hàng vô những cái nhà đó. Cả nhà mình xem đó, cái bịch cái mũ đó là mũ xốp cả nhà, chống chống vỡ và chống bể và chống để cho nó im á, để những cái sản phẩm mình đóng vô nó sẽ không có bị cắn và nó cũng sẽ không có bị bể cả nhà. Cái tấm đó là thường là gọi là để bên mấy những cái máy vi tính hoặc điện thoại á, mình đi mình làm da chạm nặng một xíu là nó chống rung, chống đủ thứ luôn, chống da chạm thì rất là tốt luôn. Dạ thế nói là sáng sớm hôm nay thì cô chú ở xa đến cũng có đến cô chú ở xa đến mua hàng ủng hộ sáng giờ rất là nhiều và cô chú hồi nãy thì có cô ở quận quận 12 cái nhà hai cô đến mua rất là nhiều luôn và được tặng một tấm lịch, hai cô rất là mừng luôn cả nhà. Thì Tết nay mình đã có lịch mình treo rồi,
cả nhà những cô bác ở xa rất là thích lịch cái nhà, thích lịch vì tại vì mỗi một ngày mình sẽ coi được trên cái tờ lịch đó tới ngày nào thì mỗi một cái ngày thì đều có những cái gọi như là ngày tháng và những cái nói sao ta là chúc trên đó cũng có. Đó thì đây là cô bán bánh 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 ướt nay hết sớm rồi đó nha. Đây thì một chú xe chở hàng đến rất là nhiều, rong biển kẹp hạt nha cả nhà, một thùng này cho tránh, 2 thùng, 3 thùng, 4 thùng và 5 thùng và 6 thùng cả nhà. Dạ thì phải nói là một thùng như vậy là 10 kg cả nhà. Dạ một bịch thì nửa ký, ở một một thùng vậy là 20 bịch, 10 kg là 20 bịch đấy. Một bịch là nó một bịch là nửa ký, một thùng vậy là 10 kg là 20 gói đó chị. Dạ dạ 6 thùng là 60 kg nha cả nhà, 60 kg đó là 6 thùng đó là 120 bịch, 20 gói nhỏ ở trong á, mà một bịch nửa ký là 18 gói đến 20 gói nha cả nhà. Hổm hậu nhân có coi rồi thì đếm bên ngoài thôi là như thấy 18, không biết là đếm lại 18 nhiều khi nó nằm bên trong mà điểm không rõ đó cả nhà. Dạ một bịch như vậy là 170 275 gì hậu nhân quên rồi. Dạ thì các chị em trong phòng mình rất là thích ăn món đó luôn cả nhà, rất là dễ ăn. Dạ chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ dễ thương quá trời, chú rất là hiền luôn, dễ thương lắm luôn. Một ngày mình chạy được bao nhiêu cuốc như vậy chú? Chú chạy cho chị Hồng Loan rồi còn chạy cho khách ngoài nữa không? Dạ có thêm thu nhập cũng đỡ ha chú nha, thương lắm luôn, chú rất là kỹ luôn, gàn hàng chở hàng này kia là hàng quá chú, hàng chú gàn rất là kỹ, chú cũng lớn tuổi rồi, cả chục ký. Đúng rồi chị, 60 kg này mình nói nó không nhiều nha, nhưng mà nó rất là cồng kềnh, hàng nó nhẹ nó rất là cồng kềnh, nhưng mà riêng là hàng nó nặng đúng không thì mình sẽ rất là dễ chở, nó ít mình chở nó dễ, còn hàng này nó nhẹ mà nó cồng kềnh. Dạ chào chú nha, chúc ngày mới chú chở được thật là nhiều hàng luôn để mà có thêm thu nhập nha chú nha. Chú đi xa rồi hậu nhân chỉ chúc chị nha. Dạ đó thì đây là cô bán bánh cuốn này cả nhà. Hôm nay khách sớm quá, qua hỏi thăm cô một xíu nè. Bánh ướt. Con chào cô nha. Chúc cô buổi sáng thật là nhiều sức khỏe. Hôm nay mình bán hết sớm cô nha. Dạ, cũng chúc mừng cho cô nha. Dạ. Cô. Còn hả? Mai cũng phụ cho một hai tờ nha. Dạ con cũng chúc cô nhiều sức khỏe ha, chú đỡ bệnh chưa cô, chú đỡ bệnh chưa? Dạ con bệnh luôn hả? Dạ tội nghiệp quá ha, khám bệnh nữa hả? Chắc khám bệnh tốn nhiều tiền lắm cô nhờ. Dạ bây giờ lớn tuổi rồi thì đôi khi nó rất là nhiều bệnh luôn nhờ. Cô bị bệnh gì hả? Cô bị gì, bệnh gì? Cô bị bệnh gì? Bị bệnh cái chân ha. Dạ dạ rồi, cố gắng cô nha. Dạ. Giờ còn với số nhiều không? Còn 16 tờ hả? Con phụ có 2 tờ đi ha. Sáng giờ à, phụ có 2 tờ nha. Còn sáng giờ lâu lâu bận được áo đẹp ai cũng quở hết trơn. Dạ con ngồi 2 tờ nha, ngày mai con uống. Thôi cứ lấy cứ thôi được rồi được rồi, con gửi cô đi, tiền cô thì gửi cho cô nhé. Thôi nói chung là mình lớn tuổi bệnh rồi bán như đó bán hết sớm này, mừng cô mừng cho cô quá ha. Dạ 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 chú bệnh thì chú hôm nay chú không ra phụ cô hả? Chú có phụ chút mà chú nói chú mệt rồi đó chứ gì Dạ rồi đi về sớm không mà cô không cho, cô nói mọi đứa bán gì để chú đi bán chiến số bạn chạy chứ cũng tội lắm, cũng thương dạ con dạ cũng
Dạ, nói chung là bị bệnh nó mệt trong người, nhiều khi mình ngồi không nổi luôn. Dạ. Hồi nãy cô nói chú bị bệnh gì? Bị như là nhức mỏi mỏi xương khớp, nó căng nhức mỏi, nhưng mà kiểu như là cái đội đi về sớm không, mà đội đi uống cà phê đến cô nói ngồi đi thường thường về cái cây ngủ cô cái tắt cái gì về. Dạ, thường thường là bị cái đó là ăn mồng tơ với lại đậu bắp thôi, nhưng thấy là nó sẽ đỡ. Dạ dạ. Thì không nói được chú cô ơi, tại vì chú bị bệnh trong người, chú khó chịu trong người, chú hay quạo đúng không? Dạ. Con cũng nhiều khi cũng vậy, con bệnh trong người đâu cũng hay quạo lắm luôn. Thương vợ thương con mà thằng nhỏ thì nó sợ chú lắm, nó sợ cô. Vậy hả? Nó nhìn người nó thấy nó nói mẹ khi lên nó cơm nó biết đi quýt xéo không cho nói chuyện nữa. Dạ. Nó vậy đó. Nói chung là con lớn chưa cô? Con giờ biết ở bé ca cao đó. À nhiêu tuổi rồi? Nó tính ra mấy con tới nay là 11 tuổi rồi hả? Nó học giỏi lắm con. Tại giờ gán luôn đó thôi chứ sao. Cô mấy đứa? Cô một đứa à. Hảm con nghe là cũng bé cũng bị bệnh nữa phải không? Bị bệnh khờ hả? Nhưng mà cái chuyện ngọt con. Dạ. À đúng rồi. Con nít là đa số nó chịu ngọt đó cô. Con nít là đa số nó. Nói chung nó tiền bạc cái chú cho như thử nhiên mà có cái là sợ nó bệnh là bệnh kia cô lo lắng thôi. Dạ. Con cái suy nghĩ khác cậu thôi. Dạ. Nhưng mà chị lo cho ngồi đây nó kiếm cơm ăn là. Nói chung là mình cũng có cái phước đức á. Được ngồi không thì là cũng mừng lắm luôn. Tại vì dạ, Sài Gòn mà nói là đất là chỗ nào cũng là tiền rất là nhiều luôn, mà cô được như vậy là mừng lắm luôn. Coi như là bố của Hồng Loan á, phước đức cũng thương cô chú và tổ đó. Dạ. Nói chung là chị Hồng Loan cũng giống y chang như bác Năm vậy, rất là hiền và biết thương người dữ lắm luôn. Nên tụi con ở đây tụi con cũng rất là vui luôn. Dạ. Tính khuôn mặt đó là phúc hậu, con tính người Thảo ngoài đấy. Dạ. Anh Hải thì cũng dễ thương. Dạ. Khách nhưng mà phúc hậu, có gì mình cũng biết á. Thôi con cũng xin chúc cho cô thật là nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống ha. Chú bị bệnh như vậy thì ăn những cái đồ nhờn như cô nói nãy đó, thì ăn nhiều sẽ đỡ hơn một tí. Dạ. Bị khớp á thì ăn những cái đó. Dạ dạ. Hôm nay tôi rồi. Cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ thì video cũng khá dài rồi, Hậu Nhân cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn cả nhà và chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc cho cả nhà thật là nhiều sức khỏe và nhiều thành công thành đạt trong cuộc sống. Dạ. Yeah.